Chào chú bác với chị em nè, hôm nay lên chú bác video bao gồm 36 mã hàng như thế này, bao gồm cần câu và máy câu. Tất cả bên em 100% đều là hàng Nhật bãi, hàng cũ, hàng đã qua sử dụng. Anh chị em chú bác mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0919 nha anh em, 192035 em tên Nghiệp. Phí ship mặc định 30.000 cho một đơn, hai đơn sẽ bao ship hoàn toàn. Hàng bên em là hàng ship nhanh, không phân biệt giá trị cao hay giá trị thấp, cũng không phân biệt vùng miền. Anh em ở đâu cũng vậy, mua đơn hàng bao nhiêu cũng vậy. 30.000 cho một đơn, hai đơn bao ship. Đó thì anh em mua hàng bên em thì lưu ý một điều rất quan trọng. Bắt buộc tất cả bên chú bác phải kiểm tra hàng thật kỹ trước khi nhận giùm em ha. Chú bác anh chị em mình không kiểm tra hàng thì mọi thiệt thòi mọi khiếu nại về sau em không giải quyết, anh em mình tự chịu. Sẽ đôi khi sẽ có những cái trường hợp ngoại lệ, em sẽ hỗ trợ cho anh em mình thêm một bước nữa là trước khi nhận hàng, ví dụ có những trường hợp mà anh em mình không kiểm tra hàng được tại thời điểm shipper nó giao hàng đó, có nhiều yếu tố thì ví dụ anh em mình có thể nhận hàng trước, nhưng mà anh em phải nhìn kỹ nha. Thứ nhất, anh em phải nhìn tổng quan cái hình thức cái sản phẩm bên ngoài của mình, nó chưa có móp méo, nó chưa có dập vỡ gì hết, nó chưa có cái dấu hiệu mà là nó quấn băng keo, nó che đậy gì hết, anh em nhìn tổng thể giùm em có thể nhận hàng. Thêm một phần nữa là nhìn giùm em cái tem niêm phong, bên hàng của em gửi đi cho anh em mình là có tem niêm phong, tem rách em đạp đặc thù riêng của shop em ha. Tem đó rách rồi thì anh em phải nghi ngờ là hàng bên trong có thể đã bị khui ra bên trong rồi, thì anh em mình phải kiểm tra hàng ngay tức khắc tại thời điểm đó. Đó thì hai yếu tố như vậy thì anh em có thể nhận hàng về bỏ đó. Một ngày, hai ngày, ba ngày sau, bốn ngày sau cũng được. Anh em đi công tác, đi du lịch, đi chơi về cũng được. Nhà mình kiểm sao thì trước khi kiểm mình cũng vậy anh em. Nhớ móc điện thoại ra quay video giùm em. Quay video thì quay trước khi khui nha. Quay hai cái tem niêm phong quay đầy đủ, chưa rách gì hết. Anh em quay đầy đủ trước khi khui giùm em. Và nhớ mục đích là quay video để quay làm sao mà chứng minh được là anh em mình chưa tác động sản phẩm hết. Lỡ như khui ra bên trong nó hư hỏng rồi sao? Không có video đó anh em mình đâu chứng minh được. Còn cái lời nói thì ai nói cũng được, em đây em cũng không có biết được ai thật ai giả ha. Nhớ nha, quay video từ đầu đến cuối giùm em, quay video quay luôn có tem niêm phong thì khui ra, nếu mà trong quá trình mình khui ra nó vô tình nó bị hư hỏng do quá trình vận chuyển, do shipper hoặc là do cái khâu vận chuyển nó phóng hàng, nó ném hàng của mình nó hư, nó gãy bên trong mà mình không biết được đó, hoặc là mình cái hàng mình bị lỗi hoặc là gửi không đúng hàng so với của người bán, họ cam kết ban đầu với anh em mình không đúng, hoặc là cái bọn kia nó tinh vi quá, nó gọc nó lấy hàng mình không biết được, thì anh em cứ cung cấp video đó cho em sẽ hoàn tiền ngay tức khắc cho anh em mình không mất đồng nào hết. Cái chuyện còn lại đây là mình cứ cung cấp video đó qua Zalo cho em sẽ làm việc lại bên vận chuyển. Em nói anh em mình nó là 70% là em thua đó anh em, là em ôm xô chọn gói anh em mình, nhưng mà em sẽ hỗ trợ thêm bước như vậy để anh em mình vui lòng ha. Chứ còn cứng rắn quá thì không kiểm cái hàng thì không trách nhiệm, thì nó cứng rắn quá hỗ trợ như vậy thì rõ ràng ngay từ đầu sau này cứ căng theo vậy mà mình giải quyết những cái khiếu nại không mong muốn nha. Thì sẵn đây em cũng giới thiệu là cái chương trình mà gọi là cái em làm cái game sổ số mà tri ân với khách hàng mình trong một năm qua đã yêu thương mọi em đó, thì em dưới những video như này đều có phần mô tả như hết nha. Anh em nào mà từ đây thì cái kỳ 01 là một cái bao cần rất là đặc biệt anh em, một cái bao cần câu hàng Nhật bãi rất là đặc biệt, em có đăng trên cái trang Zalo của em rồi đó. Thì hình thức cụ thể thì anh em mình vui lòng mình đọc cái phần mô tả giùm em, thì tất cả những đơn hàng từ đây cho đến Tết anh em đều nhận được mã dự thưởng nha anh em. Mỗi một kỳ là một cái phiếu khác và một cái mã dự thưởng khác nhau nha, em ghi rất là rõ ràng trọng. Thì hình thức cụ thể thì anh em mình đọc cái phần mô tả để sẽ hiểu liền, còn không có thử gọi trực tiếp cho em nha. Rồi không mất nhiều thời gian, em vô vấn đề là lên hàng chính để bán. Mã đầu tiên đây cho anh em mình một con máy ngang ha, một con máy ngang hãng con Olympic Made in Japan. Con này dành cho anh em mình con ngâm anh em, con này anh em đi biển anh em con ngâm câu đái ha, máy quá trời mượt luôn anh em. Mấy con Olympic máy ngang Japan còn full cùng dây trong máy nữa nè. Rồi mã số 1 tay phải nha anh em, 200.000. Rồi mã số 2 lên cho mình một con máy ngang, một con máy này máy lua nha anh em, một con máy lua tay phải nha, một con máy lua tay phải. Con này hàng Made in China anh em, con này hàng chính hãng của Trung Quốc nha, Made in China mà chính hãng của Trung Quốc. Anh em tập chơi mua với con này vừa chơi nè, hãng của OGK cũng là hãng của Trung Quốc, đang cái radio 631 nè. Nha, hãng OGK thì anh em mua mấy con này thì nó uy tín hơn mấy con mà anh em mua trong cái cửa hàng đầu câu mà nó trôi nổi, nó không có thương hiệu khác anh em. Nó cũng có thương hiệu nhưng mà thương hiệu của nó là muốn ghi tên gì ghi, anh em gọi là hàng gia công. Còn mấy này là hàng hãng, chính hãng Trung Quốc rõ ràng nên anh em chơi sẽ có sự khác biệt. Đó, quay tay phải anh em không đổi tay trái được. Con này nó vô dây hơi nhiều quá nè anh em, con này vô dây hơi nhiều quá. Rồi, con này mã số 2 bán của chú mình giá cũng 200.000. Rồi tiếp lên mình con máy đứng nha anh em, con này hãng con này sản xuất Korea nè, Made in con Bangladesh anh ơi. Chứ không phải Korea nha, Made in Bangladesh nè. Con này hãng của Mamiya Olympic, cước số 3 vô được 100 m. Máy đẹp đây nè. Con này size nó khoảng 2000, size khoảng 2000 nha quý chú bác mình đây. Mua pin sống.
đổi tay trái phải, máy không không lỗi lầm hết trơn em, mượt mà đẹp nè, cũng 200.000 mã số 3. Rồi tiếp mình với con này nè, còn con Daiwa, con máy lua nha, con Daiwa Spinter R2,5 là size 2,5, có kim loại nha em ha, con máy chuyên lua size 2,5, hàng made in China, sản xuất Trung Quốc xuất Nhật. Anh em quýnh lua lấy con này, hoặc là anh em quýnh mấy cái ISO rồi anh em lấy mấy con này nha. Đó, đổi tay trái phải nè, đồ lê hoạt động bình thường nè em, mua pin sống nè. Rồi con này mã số 4, quán bí chú quét mình giá là 300.000. Rồi tiếp anh em mình chơi có nông, con có nông đẹp lấy con này nha. Con này con Daiwa, con này con Daiwa, Daiwa đây, Powercast nè, chạy benzin bạc đạn, con này đẹp quá trời nè, đẹp mới tinh nè, hàng made in Japan nè em, mua pin chết nha, size khoảng khoảng 7.000 anh em, size khoảng 7.000 cho anh em chú bác mình quýnh lục, quýnh bạc bãi biển đâu ha, con ngâm con lăng xê rồi quýnh bạo lực này lấy mấy con này, mua pin chết là mua pin mình không xây được anh em, là mua pin chết luôn đấy, mà con này đẹp quá trời này anh em, đẹp mới nữa, tem mát đầy đủ hết, đủ tay trái phải, radio 511, cước số 2-300m. Rồi con là mã số 5, bán quý cho bác mình giá là 500.000 nha anh em, 500.000 mã số 5 nha. Rồi tiếp lên mình con này nè, có kiếm con máy size 1.000 lấy con này, con này size 700 nè ha. Con này hãng của con Daiwa, mà Daiwa nó có logo nè, những cái logo màu vàng đẹp biết đẹp luôn, con máy đẹp lắm, máy full carbon toàn thân, chạy benzin, hai bạc đạn, mắt in ra băng, mô bin sống, đổ tay trái phải, size 700 nha em, size 700, nhưng mà con này size thật nó khoảng 1.000 nè, size thật nó khoảng 1.000 nha, đẹp lắm, mới đẹp nữa, cước số 2 đường 150m, cước số 3 vô 100m. Máy này máy mượt mà vô cùng nè. Đó, mượt mà im mượt. Anh em mà thích chơi hàng giao băng nội địa lấy con này, xài ngàn mã số 6, 300.000. Rồi, chơi con máy xích mấy ngàn tay phải lấy con này nha. Bây giờ. À, anh bị dính này vô đây. Ủa. Ủa sao gì? Cái gì? Rồi đây nó cứng là. Rồi. Rồi có vấn đề luôn anh em. Cái này là không sao nè. Cái sabun là không sao nè. Chắc bị cho ông lừa quá anh em. Cho con lừa cái dây quá, quay tới đây nó bị nè. Quay tới hai bên con lừa nó bị nè em. Nó bị gì trời? Nó bị gì đây trời? Cái bệnh này là lạ kỳ thời nha em. Là con lừa nó đâu có nhảy răng đâu em. Nè, nó cái con trong này nè. Mà tại sao quay tới đây nó cứng nè, đó. À, tới đây nó cứng nó trả ngược được, phải quay ngược lại nè. Đó, tới đây nó cứng qua không được nè. Đó, quay mạnh qua luôn thì nó qua. Đó, giờ quay mạnh qua luôn nó qua nè. Nãy giờ, quay luôn nó qua nè. Không lẽ nó gớt hột cát gì không chống trời. Đó, bây giờ nó qua luôn rồi nè anh em. Đó, bây giờ nó im mượt lại nè. À, con này là cái gắt chứ chống trả ngược, cái nút này là cái nút gắt chứ cái nút chống trả ngược anh em. Đó, còn khóa hai chiều mở nó, hai chiều qua chiều này. Còn này nào xả sabun cho chạy nè. Còn con này siết gắt vô đây. À, muốn gắt cứng thì siết vô. Hàng cái nút mình chỉnh thắng. Con RV, hàng made in Japan anh em chú bác mình đây. Made in Japan nha. Nè, nó qua được cái chuông này, nhìn nó văng cái hột cát kia ra rồi, giờ nó im mượt rồi, nó hết bị rồi nè anh em. Là cho dính hột cát, hột đá gì cũng chổng anh em. Nó quýnh mạnh cái nữa, văng qua luôn rồi. Đó, bây giờ là ngon lành đây ha. Nè, em ghi giá 300 rồi nè, nhưng mà như vậy nên em bán này mình 200 thôi nha anh em. 200 thôi nha. Đó. Nhiều khi anh em mình sợ nên em mấy cái máy này để em nhập giá vô, em nhập lô nó không có đáng bao nhiêu hết. Nên bán mình giảm mình 100.000 bán này mình 200 thôi. Nha, không có lời lỗ trong đây. Bán 200 thì rẻ quá. Nhưng mà là em ghi giá 300 nhưng mà nãy thấy trục chặt chỗ này đó, nhưng mà không quay nó qua chuông rồi nè. Nên thôi bán lại 200.000, chứ còn mấy con này mà nó để phân bưa lại lỗ thì khó lắm nè. Rồi tiếp lên mình con này, con cái kim loại full hộp nè. Con hãng RV nè, full hộp nè.
radio 138 440 g, rắc 8 kg nên anh em cước số 4 310 m, cước số 5 260 m nha. Một con Ryobi full hộp mới tinh nè, giấy tờ hộp sách trên đây hết anh em. Con này xây nó khoảng 5.000 những quý chú bác mình. Mắt in da băng anh em, mắt in da băng nội đi Nhật nha, size 5.000 full kim loại, máy biết đẹp luôn nè. Máy kim loại như thế này là quá đẹp luôn, full hợp. Rồi anh em mà thích máy đẹp này vừa chơi vừa sưu tầm này lấy nha, không lỗi làm gì hết, đổi tay trái phải mua pin sóng. Rồi full hợp em sẽ gửi đầy đủ hộp cho anh em mà hết luôn. Rồi con này mã số 8 nha, bán quý cho bác mình giá là 500.000 nha anh em. 500.000 nha, mấy máy kim loại mình em kiếm đẹp như này thì hiếm rồi. Mấy con này thuộc đẹp hiếm này, hiếm khó lắm kiếm một con mà full hợp mới như thế này. Nói chung là mới check anh em, mới full hợp rất rất đẹp. Mã số 8 bán lên cho bác mình giá là 500.000 nha. Rồi tiếp tục lên mấy con máy này anh em ơi. Con này con Shimano Airless nha anh em. Con này con Shimano Airless size 2.5 anh em. Con này chuyên lua nha, hàng made in Malaysia. Con này thì ngon lành nè, size 2.5 chuyên lua Shimano Airless 500.000. Anh nên mua con này thì bao ngon, giá rẻ. Mã số 270 m, có chạy xước thôi chứ máy cũng đẹp mượt mà. Rồi mã số 9 250. Rồi con này thì con Ultega nha anh em, con Shimano Ultega made in Japan nha. Con này size 1.000 anh em, size 1.000 cho anh em đánh UL nè, có kim loại. Con Ultega này chơi thì khỏi phải che rồi, mà con này thì hình thức này anh em nó còn đóng muối nè, nó còn đóng muối, nó có chạy xước nha. Mong được đẹp, mấy con trước đẹp thì em bán giá 1 triệu 1 triệu 2, thì cái con này có hình thức chạy xước em bán giá là 700 nha anh em. Mã số 10, hàng made in Japan, dòng Ultega size 1.000 nha, cước 1.5 vô 130 m, cước số 2 vô 100 m, size 1.000 em bán giá 700, mã số 10. Rồi tiếp lên nhìn con này size khoảng 6.000 anh em, con Daiwa Gigan Z, có kim loại nè, hàng made in Korea nha anh em, con sản xuất Korea. Một con Daiwa Gigan size nó khoảng 6.000 nha, máy to, máy bự, máy khỏe. Đó, đây. Cước 0.35 vô 310 m, cước 0.4 vô 230 m, đổi tay trái phải mua pin sóng, máy thì rất là mượt nha anh em ơi. Mượt mà nhẹ nhàng, đổi tay trái phải. Made in Korea mã số 11 anh em, 600.000. Con này về anh em quấn cá tra được nè anh em. Xài 6.000 có cái to nè, quấn mặt bãi cũng được nè. Nha, 600.000 mua pin sóng. Rồi tiếp lên mình cây này anh em. Cây này kiểu như là mấy cây quấn lăng xê anh em, thu gọn mình 78 cm. Chất liệu phíp nha, hãng Romagin. Cứng chiều dài không thấy ghi luôn trời. Chất liệu là phíp anh em, khoen của mình là khoen dòng sứ đá xám nha, nhưng khoen mình nó hơi rỉ sét nhưng mà nó còn chắc cú anh em, nó chưa có mục, nó kiểu như là nó bị dính nước anh em. Nó hơi rỉ sét lớp mạ bạc bên ngoài vậy đó. Nè. Cái này nó dài nhiêu trời. Cây này thì nó 2m7 anh em. 2m7 cứng khoảng 20 nha, cứng khoảng 20, 2m7. Đó, anh em thích những câu cần rút gọn gọn mà câu lặt vặt rồi thì mua mấy cái này. Mã số 12, 150 nha anh em. Mã số 12 giá 150. Tiếp tục với mình, đây là cái cần tay anh em, một cái cần tay hãng của NT dài 3m6, chất liệu là phíp nha. Lóng dài 3m6, 3H có nút đàng hoàng hết anh em. Đây. Chất liệu phíp dài 3m6. Đọt 1 ly anh em. Rồi thì cây này mã số 13 em bán giá là 150. Tiếp tục với mình, cây này 4m5 dài hơn em, chất liệu cũng là phíp luôn nè anh em. Chất liệu là phíp nha, lóng dài. Dài 4m5 cũng tầm khoảng 3H anh em. Chất liệu là phíp nha. Đọt 1 ly. Cây này hơi dơ nha em, về mày lau chùi giúp em, chạy xước ít. Mã số 14 cũng 150. Tiếp tục của mình cây lóng ngắn anh em. Cây này thu gọn của mình là khoảng 45 cm anh em. Cây này hãng của Nissin dài 4m5 4H anh em. Một cái cần tay lóng ngắn, chất liệu là phíp nha, hàng Nissin nội địa. Lóng ngắn. Vảy cá anh em, trên đây dính vảy cá nhiều. Hử. 4m5 nha, 4m5 4H đọt 1 ly. Thu gọn của mình 45 cm, mã số 15, 200.000đ.
Tiếp cây này cái ISO ngắn anh em thu gọn 65 cm, cây này về anh em đánh nhì cái đa ngon anh em, bắt máy Fuji fan Fuji. Cây này đột 1 và 1.8 mà cứng ngắt anh em, hãng Suzumi, anh em rất là cứng ngắt cả khoảng 4H lận. Nên anh em không có lo cái này nha. Tất cả fan Fuji hết nè. Anh em đánh ISO ngắn ngắn nè, gần bờ nè. Đó, hoặc là đánh cái Ikeda rút thì chơi cái này. Em nói anh em rút cứng ngắt à, 4H nha, ngọn 1 ly. Tất cả Fuji hết, 200.000. Đó, anh em nào điều kiện kinh tế thấp là mua mấy cây phíp này anh em câu ơi, nó cũng đâu có thua mấy cây carbon đâu nè. Carbon thì nó tốt hơn thiệt, nhưng mà mấy cái dòng cần thứ này nè, phíp hay carbon anh em câu cũng ngang nhau à. Rồi, cây này mã số 16 nha, 200.000. Rồi, tiếp lên mình cây này anh em, cây hai chi hai khúc, chất lượng cũng là phíp đó nè. Cán gỗ này anh em, bắt máy Fuji rồi nè, cây này hãng cũng đai qua luôn nè, cứng 10 dài 2m4. Cây hai chi chiên câu bè, khoen mình là fan Fuji đá trắng. Đó, như ai bán anh em mình cây 2m4 mà hai chi đa qua thì 200.000 không? Làm gì có, nó còn rẻ hơn giá giao lô nữa nè. Giao lô nhập châu xa cả hai khúc ba khúc phíp, hồi giờ nó giao đã 250 một cây rồi. À, ai đầu ngồi bán lẻ mấy cây này 200 250. Chỉ có em ngồi em chịu khó em bán thôi anh em, bán cho vui cho có màn hình thôi, có hàng thôi. Mã số 17 nha, cây hai chi nha anh em, độ cứng 10 2m4, chất lượng phíp đa qua. Đó, fan Fuji ngọn 1 ly rưỡi. Mã số 17 200.000. Rồi tiếp anh em cây ISO cũng vậy nè, cây ISO đai qua đẹp tuyệt vời luôn, mà cây này thì đứng cái điểm trừ của mình là cái nút đít nè, mình mất nút đít nó quấn băng keo đây nè, về mình coi mình làm nút đít là giúp em nha. Còn cây này mới tinh nè, cây đai qua phíp đỏ nữa nè, bắt máy Fuji đọc số 2 và 5.4 hàng made in Korea, tất cả mình fan Fuji hết nguyên bản, chỉ bể nút đít thôi nè. Nè, phôi của mình còn rất mới nè nè, như mấy cây này nè 200.000 bạc nè, cây ISO mà đọc số 2 luôn, phíp thu gọn của mình chắc khoảng 80 cm thôi, 85 cm. Đọt của mình là 1 ly 8 anh em. Cây đằng mã số 18 200.000 bạc. Rồi tiếp cây cần tay 6m3 anh em, cây này tầm khoảng 2,5 nha. Tầm khoảng 2,5 dài 6m3, chất liệu là phíp nha anh em. Chất liệu là phíp này, dài 6m3, tầm khoảng 2,5 cho anh em quấn cảm giác thì anh em mua mấy cây này về anh em mình chơi. Đây, chất liệu phíp. Đọt 1 ly nha. Rồi, cây này thì mã số 19 em bán giá là 200.000. 6m3 cây phíp thì đẹp anh em, 6m3 kêu nó hơi mềm tí. Rồi tiếp lên mình cây này, cây sút lở chất lượng là phíp đó anh em, hàng đai qua cứng 25 3m3 nè, hàng made in Korea, cây này đẹp. Một cây sút lở nha, bắt máy Fuji fan Fuji hết. Ngoài hình đẹp anh em, tất cả fan Fuji đẹp luôn, không nứt không hư. Đó, chất liệu là phíp. Đọt của mình cái này đọt 2 ly 6 nè, sức lở nha, nguyên bản, mã số 20, 250. Tiếp lên mình cây này sức phen gập như nè, cây này hãng của Shimano, dài 36, độ cứng H khoảng 25-27 như nè. Một cây long spin hãng Shimano, chất lượng là phíp nha nè. Chất lượng phíp nha, bắt máy Fuji đâu nè. Khoen của mình nè, thì khoen đầy đủ hết anh em, không có hư không nứt nha, mấy cái khoen này khoen hãng anh em. Hàng vận chuyển về nó không có khoen, nó chỉ có cái khoen đầy 3 thôi, em mới kiếm khoen khác cũng gắn vô đầy đủ hết cho anh em mình về nè. Thì đi, chủ quay đi, không có Fuji nó cũng khoan hãng, nhưng mà khoan mua hãng về này cũng là khá là tốt anh em nha. Nó khoan không có nước công hư gì hết, chất liệu là phíp, dài 36, phô có trầy sờn nè, cứng khoảng 25 anh em, cứng khoảng 25 đó. Đọt 3 ly nè. Rồi cây sub phíp Shimano này mã số 21 250. Rồi tiếp cây này anh em, cây này cây sub Daiwa này, cây này 3m9, cây này dài hơn, cây này 36, cây này 39, cũng có trầy sờn nè, trầy xước nè, chất lượng cũng là phíp luôn, bắt máy Fuji 3m9, cứng cũng dài tầm khoảng 25, dài 3m9 anh em, cũng là khoen hoàn thiện hết nè, khoen đĩa ba Fuji 30 anh em, được cái khoen đĩa ba này đã quá ha, cái khoen đĩa ba này tới 30 lận nha, khoen này khoen chạy nè, đĩa ba 30 dòng xứ 30, nó mấy khoen này hoàn thiện hết, không có nứt không có hư, chất lượng là phíp nha, hàng cũng đai qua có chạy xước. Nha, đọt 2 ly 6. Rồi, cây này mã số 22, bán quý cho bác mình giá cũng 250 luôn. Rồi tiếp tục lên mình cây này anh em, cây này cây Ikeda nha, chất lượng là phíp anh em, cây này có hai ngọn. Nó còn một ngọn dấu trong thân nè. Nha, nè, cái ngọn dấu trong thân nè. Nó có ngọn ngoài nè, ngọn rời nè anh em. Dài 1m8 anh em, chất lượng là phíp nha, bắt máy Fuji rồi. Nè, anh em nhìn cái ngọn anh em thấy uy tín không? Như cái này ngọn uy tín nè. Cái Ikeda ngọn này là ngọn rất uy tín luôn anh em. 1m8 nha, chất lượng là phíp anh em, nó còn một ngọn trong thân nữa nha, nó còn một ngọn trong thân nữa, cái ngọn này nó cái này nó hơi cứng anh em,
chứ phải lấy cái kìm dẫn ra mới được. Ơi kẹt trong này rồi, ăn hại luôn rồi anh em, lấy kìm dẫn gãy nút luôn này, gãy đít luôn rồi. Thôi bán anh em mình 250 rồi, về anh em mình tự đục đi, tự đục cái độ nút đít lại đi, còn cái ngọn chỗ này nè. Họ mười giá 300 thôi, bán anh em mình 250 rồi. Mấy cái hàng không có lời, không có lỗ đâu nè, mấy hàng này bán này không có lỗ, cứ bán giá nào cho nó hợp lý thôi, 250 rồi. Anh em mua cái Ikeda này lời thêm ngọn nè, đảm bảo còn ngọn trong thân, ngọn trong thân xịn hơn ngọn ngoài nha, đảm bảo anh em mình, anh em khui ra đi, em dặn đứt gan tính dặn lấy cái nút, lấy cái dặn quá tay đứt bạ này, làm biến ngồi để đồ móc ra quá. Vậy anh em mình tự móc tự làm cái đít lại đi, 250 nha, mà số 23 bọc vô cái bao cần như thế này cho anh em mình. Rồi tiếp tục anh em ơi, lên cho mình mấy cây cần carbon nha, mấy bên đây là hàng carbon rồi. Rồi cây này cái súp lở hạ tay anh em, cây này còn khoảng 3,5 m nha, hàng mới in Korea nè, cây này hàng carbon dài 3,6 m, nó hụt ngọn còn khoảng 3,5 m nha, một cây súp cho anh em mình về hạ tay đó. Anh em muốn hạ tay con bầu lực lấy cây này, một cái phôi màu xanh lá là xa lánh nè, ngọn nè, ngọn còn khoảng 3 ly anh em, nên cây này nó cứng lắm. Rồi thì cây này cân nặng của mình, cân nặng của mình là 189 g, cây này mã số 24, bán với chú bác mình giá 250, 250 nha nè. Rồi tiếp cây này cái ISO khoảng nhỏ, cây này hàng của NFT Bowl Love anh em, cây này phôi đẹp nè, một cây NFT Bowl Love tem vàng nội địa này nè, đột 1 và 5,4 m nha, cây này mình hạ tay tầm khoảng 3H, 3H rưỡi nè. Đó về nè mình tự hạ nha, phôi NFT nè. Ui mấy cây này bán giờ còn riết có 500 ngàn nè, nên mua nó là chịu luôn. Đó hư khoen em làm biến gắn lắm, chơi cho anh em mình về hạ tay hết. ISO khoen nhỏ anh em, đọt 1 ly nha, ngọn số 1 và 5,4 m, hàng Bowl Love, cân nặng của mình 152 g, hãng của NFT, mã số 25, 500 ngàn. Rồi tiếp cây này ngắn ngắn nhỏ em, xúc lỡ này cứng 15 và 2,4 m nha, hàng carbon anh em, bắt máy Fuji đâu nè, cứng 15, 2,4 m, sản xuất Korea, tem vàng nội địa Nhật anh em, hãng của thằng gì đây, Firespin hãng lão anh em, nhưng mà hàng Korea nha, hàng bãi Nhật carbon xoắn này anh em. Khoen của mình cũng là khoen nè, có một khoen nước nhỏ cho này xíu ha, còn tất cả khoen còn lại là ok, đầu bù chống xoắn nè. Rồi cây này hàng carbon nha, khoen của mình không đồng bộ nha, khoen không nguyên bản, không đồng bộ, nhưng mà đầy đủ khoen hết, không hư nên anh em mình tự do mà chơi. Đọt 2,4 l nha, cứng 15, bù chống xoắn. Rồi cân nặng của mình là 140 g, cây này mã số 26, 250. Rồi tiếp lên mình cây này anh em, cây ISO khoen nhỏ, cây hãng của Nissin mà cái phôi nhỏ xíu anh em, chắc cỡ ngón danh, nhỏ ngón danh của em nữa nè, hàng của Nissin ISO khoen nhỏ nha, hàng carbon, cây này đá nè, bé bé xinh xinh, bắt máy Fuji, đọt 1,5 dài 4,5 m như nè, Family Rosas, hãng của Nissin tem vàng nội địa, bắt máy Fuji, tất cả fan Fuji hết. Đó chú bác mình kiếm cây ISO nhỏ nhỏ nè, mà hàng là hàng xịn lấy cây này ha, hàng xịn lấy cây này, cái Nissin chuẩn nội địa Nhật này nè, giá rẻ nữa, đặc biệt là giá rẻ nữa thì em lấy cây này luôn. Đọt 1,5 và 4,5 m nha, ISO khoen nhỏ, đọt 1 ly 2, phôm cần bé xíu, cân nặng mình 152 g, mã số 27, bán em chú bác mình giá là 500 ngàn anh em, 500 ngàn thôi nha. Rồi tiếp lên mình chú bác mình cây cần tay nè, cây này ngon, cây này hàng nội địa dòng Super Carbon, hãng của Shimano nè, Super Carbon 3m34H nha. Đó anh em mình chơi xa 3m3, anh em lấy cây con Shimano này chơi đi anh em, không ngon là không lấy tiền luôn, hàng nội địa Nhật, phôi Super Carbon nha, 3,3 m nha, tiếc là nó 3,3 m thôi, phải được 3,6 m thì ngon. Đọt 1,5 l nè, 4H. Rồi cân nặng của mình 106 g, cái này mã số 28, 600 ngàn anh em. Tiếp tục lên mình cây súp, cây Holiday Spin nè, anh em nào kiếm này thì hôm nay có được cây này anh em, cứng 25 4,2 m nha, Holiday Spin nè, có chạy xước nè em, cứng 25 và 4,2 m, quýnh lục đầu cần đồ hoặc lua đồ, hay lua gút, lua gần, lua bắt gỗ nè, bắt máy Fuji tem vàng nè em, phôi có chạy xước nha, tất cả mình fan Fuji, fan thì đẹp hoàn thiện, không có nứt, không có hư, carbon xoắn. Phôi đẹp nha nè, phôi đẹp, chạy xước với gốc linh tinh thôi, cứng 25 4,2 m, đọt 2,5 l, cân nặng của mình 332 g, mã số 29, 800 ngàn. Rồi tiếp tục lên mình chú bác mình cây này, cây này là cây ISO khoen nhỏ, cây NFT Bowl Love nè, mà cây này dòng Advent phôi xanh, là cây này nó cao cấp, nó mắc tiền hơn cây phôi đen nữa nè ha, bắt máy Fuji đà cao nè, tem vàng nội địa nè,
đột số 1 dài 5m3 nha, đang vô mùa cá tráp nè. Thì anh em mà chơi cái này là đúng bài đột số 1, 1.5 đụng cá tráp đúng bài, vô lớp nha. Đột to quá anh em quýnh không có cảm giác nè. Nha, cá ăn anh em giật nó không có nhảy bằng mấy cái đột nhỏ. Ha, đang vô mùa cá tráp thì anh em chơi tất cả. PTV Fuxix cái này bị like cái đầu bu như nè. Nó like cái đầu bu đá xám nè, Fuji. Chỉ vậy thôi. Nên em bán cái giá anh em mình cây này 900 ngàn, còn lại là không có lỗi lầm gì hết anh em. Nào, phôi Power Love mà dòng Advent nên nó xoắn phôi xanh nữa nè. Nó cao cấp hơn mấy cái phôi đen trong nha. Nè, nó giờ. Đột lông phụng nha, ngọn số 1. Dài 5m3, ngọn 1 ly. Rồi, nắp chụp xịn luôn, cân nặng mình 210g, nắp chụp xịn luôn. Rồi, cây này mã số 30, em bán giá là 900 ngàn nha nè. Số 30 giá 900. Và tiếp tục lên mình cây này nè, một cây cắm gốc nè. Một cây này có thể vừa quýnh dít được nè, quýnh dít hoặc câu ngâm xong rồi nè, câu trên bè trên thuyền rồi là đúng bài nè em. Ha, một cây cắm gốc, cái gốc bằng 1/2 cái ngọn nè. Cái ngọn này của mình không phải carbon đâu em, nó chỉ áo một lớp mỏng carbon bên ngoài thôi. Đó, cây này là ngọn sợi thiên tinh đặc nha, anh em nhìn nè. Đó. Ngọn sợi thiên đặc, gốc carbon, gốc rất là dày. Mấy cây này giờ anh em đang rất là thích nè. Ngồi câu thứ nhất là mình câu được dứt được nè, nên mình dứt trụ điện gió hoặc là dứt trên thành cầu được nè. Cái thứ hai ngồi trên ghe câu một cái tra dầu đếm rồi câu được rồi anh em. Là mấy cây này nha. Khó gãy lắm, rất là khó gãy nha. Rồi, dòng Holder Boysen hãng Alpha Techco nên tất cả mình fan full shit hết, sản xuất Korea. Mình là fan full shit nha, shit đồng súng hết anh em. Tất cả fan shit hết, bắt máy Fuji tem vàng carbon, da băng. Nó dài 1m9 nha anh em, cây này cứng khoảng 40-50 anh em, để cho anh em biết được nha. Nó lợi hại cái là buông chống sắn nữa nè, nên em mình zip không có bị xoắn dây. Đó, tất cả fan xích hết mười mấy cái fan full xích anh em. Đó, đọt cây này 2 ly. Rồi, cân nặng của mình là 312g. Cây này mã số 31, em bán giá 900 ngàn. Cây này gắn với mấy con máy xích tay phải đầu video là đúng bài luôn anh em, đẹp lắm. Rồi, tiếp luôn mình cây này anh em, cây này cái lua máy ngang. Cây này gần như chưa sử dụng anh em. Con bọc bằng co nè. Nha, cây này hãng của thằng Quan Xiaomi nè. Cái hãng rất nổi tiếng của Trung Quốc rồi nè, mà nó xuất từ thị trường Nhật nè. Cái này hàng made in China nha nè, sản xuất Trung Quốc xuất Nhật nè. Đó, dài 5,6 nha, dài 5,6 là dài 1m68 size M. Lua được từ 1/16 đến 3/8 OZ, tải cá từ 4 đến 8 là bao, một khúc nha nè. Carbon xương nhám nè, nguyên cái dàn fan biết xịn luôn. Không phải fan Fuji mà fan này xịn lắm nè, nó giống như mấy cây Daiwa nè. Nó giống fan như mấy cây Daiwa vậy đó. Đó. Nha, cây này nó là mới nè, sơn đen nhám, mới tinh nè. Đọt của mình là 1 ly 8 nha, và nó liền một khúc dài 1m68 cần máy ngang. Đó, anh em thích chơi một khúc thì mua cây này. Cân nặng của mình 109g, cây này mã số 32, em bán giá là 400 ngàn. Và tiếp tục với mình cây này nè, cây này cái lua máy ngang nha, một cái lua máy ngang, cái này hàng carbon, cái này hàng Shimano. Nha, cây Shimano, cây này thị trường Việt Nam mình hiếm nè, cây này Techco Berry Việt Nam mình đang bán giá đầu 1,3 triệu nè. Nha, đang bán giá 1,3 triệu, mà em thấy nhiều anh em mình hỏi mua lắm mà mua không kịp. Thì không biết anh em trong cái group của em, trong cái ấy của em có đang kiếm cái này không thì mua. Cái này cái lua máy ngang anh em, cây Shimano. Nè, nó có dòng chữ trên đây là mấy cây này là hàng hiện anh em, hàng xịn mới bắt máy nó có mấy chữ này. Nha, cây Shimano. Đó, Shimano Amenista này nè. Shimano nha, cây này hàng sản xuất Trung Quốc này, made in China anh em. Nè, nó ghi made in China, dài 1m8. Dài 6,3 là dài 1m89 anh em, size ML, lua từ 5 đến 14g, tải cá từ 8 đến 14 là bao, hàng made in China. Tất cả mình fan full shit hết anh em. Nha, tất cả mình fan full shit hết. Shimano, ngọn là ngọn cắm trong anh em. Nè, cái ngọn cắm trong anh em gáp là cái cần mình nó thon, nó mạnh lắm. Ví dụ ngọn chùm gốc á, anh em nhìn nó bị thô, chứ ngọn cắm trong này nhìn mạnh cảnh lắm anh em. Thon cái cần từ trên dưới. Nha, cái này anh em nào biết cái dòng này anh em mới chơi thì em nghĩ cái này cũng khá là hiếm ở thị trường Việt Nam mình đó, nên trên em có tham khảo là trên trang Techco Berry Việt Nam mình nó bán cây mà nhiều người mua không kịp anh em. Cân nặng mình 120g, đọt của mình là 1 ly 9, cây này mã số 33, em bán giá 1,2 triệu. Cây kia, cây trên Techco Berry thông số giống hệt vậy luôn anh em, nhưng mà không phải em mua đâu, nó bán 1,3 triệu lần, em cũng không khùng đâu mà em mua 1,3 triệu bán 1,2 triệu. Rồi tiếp luôn mình cây này anh em, hơi bị hiếm nha, một cây NFT bầu lớp cứng 50 2m4. Đó, mấy cây này lúc trước bán rẻ chứ mấy cây này giờ kiếm khó lắm anh em. Này thuộc bây giờ dạng hiếm mày mấy cây này ha. Anh em có ô tô nè, bỏ cho mấy cốp xe ô tô, kiếm con máy mà Stella rồi ha. Khoảng 3.000 4.000 rồi gắn vô cây này. Là câu mọi thứ luôn, câu mọi địa hình luôn.
đi mấy khu sinh thái rồi đó, cầu cái tra cái lóc thì đó, cái dồ nên cái trê là quýnh hết. Mấy cái này bây giờ đang hot này nè nha, cảng NFT nha, NFT cứng 50 2m4, kiếm được cây 80 thì ngon, mà 80 bây giờ hiếm, giả sử như có thì giá nó cũng mặn lắm anh em. Cây 80 á, nó không có rẻ đâu, 80 bây giờ cứng 80 này muốn mua là từ 2 triệu lên anh em mới gỡ vô được mấy cây bù lớp này nha. Còn đụng với mấy cây ula nó còn giữ nữa anh em, mấy cây ula còn mắc giữ nữa. Hôm trước em đấu một em có đấu một lô trên Yahoo á, nó có hai cây ula plus, một cây cứng 50 cây cứng 80, chứ mấy cây linh tinh nè, em không nghĩ nó cao như vậy. Em biết cái giá win cuối cùng bao nhiêu không? 190.000 yên, là anh em nhân ra nó khoảng 20 triệu anh em, hai mươi mấy triệu, hơn 20 triệu, em nhân 20 triệu là rẻ, 190.000 yên á, giá yên bây giờ anh em nhân là nó khoảng hai mấy triệu á. Em cũng không nghĩ là nó đấu với giá đó về làm gì hai cây ula đó, cũng dòng nộp tê nè, cái thứ này nè. Em không nghĩ đâu, em nghĩ mấy cây đó ula nó về em bán tầm khoảng 3 triệu 4 triệu một cây thôi. Em không nghĩ mà nó lại nó kình với nhau mà lên cái giá đó, em cũng không biết là nó mắc như vậy đó nè. Nha, anh em đang sở hữu mấy cây NFT ula thế này nè, cái này nè. Mà cái dòng ula nó màu đen đen á, nó ghi ula blue mà phôi kim cương á. Nha, đầu cứng khoảng 50 đó lên 50 80, anh em cứ giữ cái đó giùm em. Nha, rồi thị trường Việt Nam mình nó sẽ sốt theo thôi. Hôm nay em mới phát hiện ra giá cây đó thì tất cả anh em muốn bán cũng vậy. Anh em muốn bán về hàng mà mình thấy có cây đó nha, cứ để lại. Đừng có bán rẻ. Nha, rồi anh em mình. Rồi thị trường nó hiếm, nó khan, nó hiếm rồi thị trường Việt Nam mình sẽ có người thu mua. Thu mua với giá cao bất ngờ. Anh em cứ trữ lại giùm em. Hay hoặc là anh em mình đang có cây đó mà bán dao động là khoảng 3 triệu, cứng 50 tới 10, bao đây nhiều em gom hết. Em ôm hàng cho nha, anh em đang sở hữu được cứ liên hệ với em. Rồi trở lại vấn đề cây này thì cây này gì em thấy nó giá nó không có cao. Đây cái dòng mình NFT nó khác, nó cũng là NFT mình dòng dòng bubble lớp nha. Thì cây này cứng 50 2m4. Rồi, cân nặng của mình là 183 g. Đọt cây này của mình là 2.3 anh em, cây này mã số 34, em bán giá 1 triệu 4 nha. Mấy cây này giờ nó không còn sản xuất đâu nè. Tiếp tục với mình một cây nè, một cây sub 3 khúc nha. Cây này hãng của thằng Ryobi dòng Kisu Master nè. Dòng Kisu là phôi quá xịn rồi. Cái dòng này nè, em nhìn đơn giản nhưng mà phôi chất lượng lắm. Đó, cứng 30 dài 4m 3 khúc nè. Phen mình là phen Fuji chân đen, dòng sứ gập. Hãng Ryobi sản xuất Korea nha. Chạy xước ít nên em khá là đẹp, giá cũng rẻ trong phân khúc. Anh em kiếm cây 3 khúc mà quýnh lục tầm 30-40m quay đầu rồi chơi cây này. Phen đầu bù to chà bá nè. Ha, giá tầm hơn 2 triệu là mấy cây này vô địch anh em, không có cây nào mà qua đâu. Anh em mà khỏi phải kiếm mấy dòng khác làm gì. Đó, sub 3 khúc nha, 3 khúc hãng Ryobi cứng 30 dài 4m. Cân nặng của mình là 528 g. Đọt to anh em, đọt 3 ly rưỡi nha. Đọt 3 ly rưỡi, gốc của mình là 24.5. Cây này mã số 35, em bán giá là 2 triệu 2. Rồi, mã số cuối cùng cho video hôm nay là một cây cần tay 10m. Anh em nào kiếm thì lụm nha. Một cây Daiwa nội địa Nhật mới đẹp luôn, mới đẹp dài tới 10m xoắn ít luôn, giá rẻ 2.5 triệu thì lụm, nhanh tay lụm. Ha, dài 10m cứng tầm khoảng 5-6h anh em, mới đẹp xoắn hai da nè, full túi nút bao cần đầy đủ hết đó. U Minh Hạ đang mở cửa anh em, mới mở cửa bán như đâu được tuần rồi, xây 10m đi dở cái trê cái rô cá bổi thì đúng bài. Sống ít quy riêng nguyên bản ở đây nè, sống ít lông 2 nè, nằm khoảng 5-6h, dài 10m nha. Đó, nguyên riêng nguyên bản, ngọn riêng nào hết, đọt 1 ly 7 nè, dài tới 10m lận, một cái đai qua nội địa Nhật. Rồi, cân nặng của mình là 499g, anh em cho 500g đi cho tròn, gốc của mình đúng 30 luôn. Rồi, cây này mã số 36, em bán giá 2.5 triệu nha, nút riêng nè, bao cần cũng là bao cần của đai qua riêng luôn, dài tới 10m lận. Còn 11m thì hàng Nhật này em hiếm lắm anh em. Trước giờ bán cho về 1-2 cây 11m thôi, chứ còn còn cây Nhật 11m, 12m hiếm lắm, khó thấy lắm. Rồi, đó là tất cả mà hàng hôm nay em xin kết thúc video tại đây nha anh em. Hẹn gặp lại quý chú bác, quý chị em mình trong những video tiếp theo. Anh em nhớ nha, bắt đầu từ đây tới với Tết là tất cả những đơn hàng anh em nha. Anh em mua một đơn hàng sẽ được 4 mã tham gia quay thưởng trúng số nha, trúng quà tặng nha anh em. Chỉ cần khách hàng, anh em mua 2 đơn sẽ được 8 mã. Mua dài như vậy, và cái mã đó là do bên mặc định bên em tự chọn cho anh em mình nha. Em sẽ ghi theo cái số thứ tự. Ví dụ anh em mua hàng đầu hay riêng sẽ được mã là 00 nè, 000 nè, 001 nè, 002, 003. Và anh em mua đơn hàng thứ hai bắt đầu là từ 004, 005, 006, 007, 08.
tại vì anh em thông cảm giùm em nha, không để anh em tự chọn được, tự chọn em không theo dõi nổi, hoặc là chọn số ngẫu nhiên em cũng không có chọn nổi nha. Tại vì một đơn hàng, ví dụ một ngày em tạo đơn hàng xong đó, trong đơn hàng đó em sẽ ghi vô cuốn sổ, em đối chiếu từng người từng người từng người ha, tránh tránh cho anh em mình quan liêu. Nói một số người dù cạo sữa cũng không được, tại vì một ngày em ghi xong là cái mã số dự thưởng gửi kèm cho anh em trong cái phiếu đó, anh sẽ ghi trực tiếp vô cuốn sổ em nữa. Nên nè, nếu lệch là biết liền là người này gian dối liền nha. Chứ nó thì anh em mình, em sẽ làm một cái rảnh, em sẽ làm một cái clip riêng, em sẽ nói rõ hết cái hình thức thể lệ chơi của mình riêng, em up lên trên YouTube của mình. Nên một số chú bác mình nhiều khi mắc mờ, mình không có đọc rõ được á, thì em sẽ nói để anh em mình nghe tiếng nó rõ hơn. Nhưng mà tất cả đơn hàng sẽ gửi kèm hết anh em, một kỳ sẽ là 2 tuần. Ví dụ kỳ này em đang làm á, là nó sổ vào ngày em lấy ngày thứ bảy, đúng 2 tuần là ngày 7 tháng 12 năm 2024 anh em, là lấy kết quả sổ số là Hà Nội đó, làm kết quả sổ cho kỳ 01. Từ đây tới Tết em làm 4 kỳ, 5 kỳ, 6 kỳ gì đó, tùy nha, tùy thời gian em rảnh lúc nào. Ví dụ nói cuối năm em có công việc khác thì em sẽ ngưng, qua năm em làm tiếp và em cũng không buôn bán. Còn nếu mà em không có công việc cuối năm, anh em không có việc chạy show ngoài cuối năm á, thì em sẽ làm cho anh em mình chơi lâu dài nha, gọi là phần chi ân khách hàng. Anh em mình không phải mất cái gì hết, cứ mua đơn hàng, mua một đơn hàng sẽ được 4 mã, 2 đơn hàng sẽ được 8 mã, nên mua càng nhiều sẽ được càng càng hết. Đó, dù xong kỳ 01 sổ xong là tất cả những phiếu của kỳ 01 sẽ bỏ, không còn tác dụng. Qua kỳ 02 em sẽ làm phần quà mới, giải thưởng mới. Anh em mua đơn hàng sẽ gửi cái phiếu mới cho anh em mình sẽ nhận được những cái dãy số dự thưởng mới nữa. Ha, thì như em chia sẻ đó, nó sẽ khó khăn cho em là anh em mình không tự chọn được, anh em tự chọn rất là khó cho em. Tới 1000 số lần em không thể nào mà em nhớ nổi cho từng người từng người từng người, bị trùng số rồi không lẽ giải thưởng cái bao cần cắt làm đôi hoặc cắt làm ba. Nên em thông cảm lưu ý giùm em ha. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại quý chú bác, quý chị em mình trong những video tiếp theo. Xin chào.